khẳng định không có chuyện người dân phải bù hơn 2.000 đồng một mét khối vào giá nước sạch sông Đuống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, phát biểu và giải thích của Giám đốc Sở Tài chính đã khiến người dân hiểu lầm. Thành phố đã yêu cầu lãnh đạo sở rút kinh nghiệm. Mức giá hơn 10.000 đồng một mét khối của nước mặt sông Hồng và sông Đuống đều chỉ là mức giá thỏa thuận để lập dự án. Và hiện mức giá này của sông Hồng đang cao hơn sông Đuống. Trong thời gian vừa qua thì thành phố có thỏa thuận là liên quan đến cho nhà máy nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng này, là để phục vụ cho họ lập dự án. Thế và chúng ta thỏa thuận cho nhà máy nước mặt sông Hồng tại Đan Phượng là 10.365 đồng là để họ lập. Nhưng mà nhà máy nước mặt sông Hồng thì hiện nay chậm thì vẫn chưa. Và các đồng chí tôi thấy báo chí nêu thì thời gian vừa qua hiện nay họ mới đầu khoảng trên 50%. Ông Trung cho biết, trước thực tế người dân Hà Nội thiếu nước sạch, thành phố đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư, nhưng giai đoạn đầu mới chỉ dừng lại ở khai thác nước ngầm và nhiều dự án bị chậm tiến độ. Trong 30 năm vừa qua là có 109 dự án được vay bằng cả vốn của thành phố, bằng của cả tư nhân, thế rồi bằng của cả các hợp tác xã và vay cả Ngân hàng Thế giới để đầu tư. Nhưng cho đến giờ phút này chỉ có 6 giếng là được hoạt động. Còn lại thì cơ bản những giếng kia chỉ hút lên nước chứ còn không có lọc. Theo ông Trung, sự góp mặt của 38 nhà đầu tư trong cung cấp, truyền dẫn nước đã giúp nâng tỷ lệ người dân của Hà Nội được dùng nước sạch lên 75% vào năm nay. Đồng thời, chủ trương xã hội hóa cũng góp phần làm khả quan mục tiêu 100% người dân thủ đô được sử dụng nước sạch vào năm 2020.